Hello, xin chào mọi người. Thì quay lại với anh chị ở cái ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái mã cổ phiếu đó là HAG. Thì trong cái thời gian tới cổ phiếu này như thế nào? Nó có thể quay lại được những cái vùng giá 10 được không? Thì mình sẽ phân tích về cái mặt trung và dài hạn đối với cổ phiếu HAG cho anh chị có một cái nhìn dài hạn hơn đối với cổ phiếu này nha. Tại vì cổ phiếu này em thấy trong thời gian vừa rồi anh chị quan tâm khá là nhiều. Thì đối với HAG anh chị thấy là nó đã tăng một cái nhịp khá là dài từ vùng giá đâu đó là 5.1 ha, tăng lên tới cái vùng giá là quanh vùng giá 6.2 thì nó sẽ quanh những khu vực đó anh chị. Thì nó đã có một cái hành trình tăng khá là dài, đem lại cái lợi nhuận khá là ổn cho quý anh chị nhà đầu tư ở trong cái giai đoạn vừa rồi. Thì tới cái giai đoạn này cổ phiếu này nó sẽ như thế nào? Thì khả năng giao dịch đâu đó về những cái buổi như là thứ tư, thứ năm tuần sau, nếu như cổ phiếu này tiếp tục nó giao dịch ở quanh khu vực này thì khả năng nó sẽ có những cái nhịp test lại ở vùng giá bên dưới anh chị, đâu đó khoảng giá như là vùng giá 5.7 gì đó. Thì nếu mà anh chị thích cái cổ phiếu này thì đợi test về vùng giá 5.7 anh chị tham gia được, đẹp nha anh chị. Đó, test về vùng giá 5.7, 5.6 là anh chị có thể mua hỗ trợ được. Còn giai đoạn này khả năng điều chỉnh rất cao anh chị, khả năng điều chỉnh về những vùng giá đó rất là cao, và vùng giá đó nó sẽ có một hỗ trợ rất là tốt cho cổ phiếu HAG này để anh chị nhà đầu tư tham gia vào quanh khu vực đại này anh chị. Nếu điều chỉnh về đây thì anh chị có thể mua quanh hỗ trợ được. Và đánh giá về cái mặt dài hạn hơn đối cổ phiếu này, khả năng sắp tới trong năm nay thì cổ phiếu HAG Hoàng Anh Gia Lai nó có thể quay lại được những cái mệnh giá 10 hay không, khi mà chú Bầu Đức đang có những cái định hướng chuyển về ở con tôm để mà mình tiếp tục làm nông nghiệp gì với thủy điện. Thì cái mà để mà chuyển hướng như thế này thì năm ngoái mình đã chia sẻ với anh chị nhà đầu tư rồi, thì khả năng rất cao là HNG sẽ chuyển lại toàn bộ cho Thaco, sau đó là HNG sẽ rút về sẽ làm thủy điện bóng đá và chủ yếu tập trung vào bóng đá là vậy. Thì ở giai đoạn này HNG nó đang có những cái tín hiệu như thế nào về cái mặt dài hạn? Thì anh chị thấy về cái mặt dài hạn thì cổ phiếu này nó tích lũy ở cái khu vực đây đâu đó là gần 2 tới 3 tháng không? 2 tới 3 tháng thì nó tích lũy một cái nền giá, sau đó nó bứt phá, nó đi lên lại, nó tiến về những cái vùng đỉnh phía trên này. Thì anh chị lưu ý khi mà cái cổ phiếu này nha anh chị, lưu ý khi mà cái cổ phiếu này nó vượt qua cái vùng giá đâu đó là vùng giá 6.5 anh chị, 6.5 nha. Thì cái cổ phiếu này nó sẽ xác nhận về cái xu hướng về cái mặt dài hạn để nó tiếp tục cái hành trình để nó tăng về cái mặt dài hạn. Khả năng nó sẽ lên những cái vùng giá khá là cao ở đâu đó vùng giá 8, 9 đối với cổ phiếu này trong cái mặt dài hạn. Nhưng khi nào nó phá đỉnh thì lúc đó nó mới xác nhận xu hướng tăng nha anh chị. Đợi nó phá đỉnh. Thì đối với cổ phiếu này là một cổ phiếu mà nếu như anh chị muốn nắm giữ dài cho đến cuối năm thì anh chị mua ở quanh vùng giá 5.6 đến 5.7 có thể nắm giữ được không? Anh chị dừng lỗ thì anh chị có thể canh những cái vùng giá như là 5.3 thì anh chị có thể thoát đối cổ phiếu này được. Là nó tiếp tục nó giao dịch ở trên khu vực trên thì anh chị lưu ý là nắm giữ, tại vì về cái mặt dài hạn của nó bắt đầu nó tiết một cái chặt chẽ vậy, nó bắt đầu nó tích lũy một cái chặt chẽ rồi, thì nếu như nó vượt lên được vùng giá 6.5 thì cổ phiếu này nó sẽ có một biến động lớn trong cái thời gian tới nha anh chị, sẽ có một cái biến động lớn trong thời gian tới. Nếu anh chị nắm bắt được cái thời cơ này, khả năng cổ phiếu này nó sẽ mang lại một cái lợi nhuận khá lớn cho anh chị nhà đầu tư. Anh chị có thể mở mua quanh vùng giá 5.6, 5.7 thì chúc anh chị có một cái lợi nhuận cao đối với cái cổ phiếu này, và nắm giữ mình có thể kéo dài hơn đâu đó là vài tháng anh chị, vài tháng từ giờ đến cuối năm nha anh chị. Ok, chúc anh chị có một cái lợi nhuận thật lớn. Thì rất mong anh chị ủng hộ kênh nha, nhớ subscribe kênh nha anh chị, like kênh, like cái clip này. Thì xin cảm ơn và hẹn gặp quý anh chị vào những cái mã cổ phiếu khác. Xin chào.